Ê, ông làm gì ông sạp? Ông làm gì vậy? Bây giờ chịu hả? Đâu ra? Đâu ra? Nani? Vừa lùng, vừa lùng. Nói chung là chơi ông vui thôi nè, cho ông chịu đâu nội ơi. Lắm dẫm mà đi chơi hoài. Đủ, có tiền cái đó, có tiền cái đó vô đó. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, hiện tại cũng đã chiều nha các bạn. Thì mình vừa suy nghĩ ra được một cái màn tròn để hút cho cụ lùng một thay nha bạn. Đã lâu lắm rồi thì chưa tròn được lùng nha bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái kế hoạch này để hút cho lùng một thay. Không biết có thành công không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra tròi để ngủ mấy anh em chơi trò chơi đập heo đất. Để mình dùng cái đập heo đất đó để mình hút cho cụ lùng một thang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắn tin cho WeFin để cho nó chuẩn bị đồ nghề, để nó bỏ vô trong ba lô nó, để một hồi chơi đập heo đất để sử dụng để cho lùng nha các bạn. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi clip hôm nay, coi mình cho lùng có thành công không nha các bạn. Rồi mời tất cả các bạn cùng let's go theo chân mình nha. A few moments later. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay WeFin nó có tổ chức cho anh em mình một cái trò chơi nha. Trò chơi như thế nào thì mời WeFin nó sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn nha bạn. Hôm nay mình sẽ tổ chức cho mấy ông là chơi là không cũ cũng không mới các bạn. Trò chơi là đập heo đất nhận thưởng các bạn. Không cũ mà cũng không mới, vậy là lưng lưng. Trò chơi đập heo đất nhận thưởng các bạn. Đó, hôm nay là anh em mình sẽ khác biệt một chút là hôm nay anh em mình sẽ đập chỉ có mấy bé, năm bé heo đất thôi nha các bạn. Năm heo. Đúng rồi. Năm bé heo. Năm bé heo. Nhưng mà mỗi người chỉ được đập một con thôi đây nha. Một con thôi hả? Một con. Ok. Giải thưởng hôm nay là mỗi con là 500 ngàn. Là 5 con 500 ngàn luôn hả gì? Là có 2 con à. Có 2 con à. Là có chịu hả? Đúng rồi. Và 5 con trong trong 5 con heo đó có 2 con heo có tiền à. Đúng rồi. Bỏ một con một con 1 triệu thôi. Một con 1 triệu hả? Con. Thôi nghỉ đi thôi. Con có tiền phải không? Ừ. Giết mày. Đậu. Máu luôn. Chơi sao? Là bây giờ nó sẽ ở vô 5 con nhưng một con có tiền không? 1 triệu luôn. Ừ, nào đập chúng đi. Bốn con kia không có tiền. Thôi nào, đập chúng đi ăn. Ừ, con 2 triệu đi. Mày bỏ em đi. Tại đó đầu tư giá không chịu. Kêu rồi. Thôi rồi. Anh xưa mày gỗ đi rồi thì tiền có hú không ơi. Vừa đủ rồi. Hú gì? Sao một con hay là hai con? Hai con đi. Con mày. Chịu báo luôn con mày. Con mày. Ok ok ok. Phải thời thì ba. Không có tiền luôn. Phải một trong ba mình sẽ không chịu. Rồi ok dứt luôn. Rồi ok vậy luôn. Ok. Dứt hợp đồng lại dứt vậy luôn đó. Ok không? Ok, nãy giờ mấy ông hợp tác các bạn, mấy ông chơi là một con là 1 triệu các bạn. Đúng rồi. Một con 1 triệu, còn bốn con kia là không có tiền nha các bạn. Hết xuống luôn. Bốn con kia đại cô á. Ừ. Rồi, là trong cái này là chỉ có 2 lượt đập nha, đập chặt 2 lượt đó là không có được đập nữa đó. Phải chỉ đàng hoàng nha. Giờ đập lỡ như đập hai hộp là mất lượng luôn hả? Mất lượng luôn đó, không có được đập nữa đó. Đâu được chơi nữa hả? Đúng rồi. Thì đập cái trời có chứ trời. Đúng rồi. Thì đâu không trò chơi muốn có tiền phải có chứ. Bây giờ là phải sắp xếp theo dòng chỉ nha. Sắp xếp vậy là sao? Thiệt ơi. Ông đi trước rồi tôi đi sau tôi chỉ ông rồi xe chồng với đó. Ấy, tao đi trước là mày chỉ tao. Rồi mới tới mày đi là lùng chỉ mày. Rồi cái tao lùng đi tao chỉ lùng. Mà đập được 2 lần. Ok vậy đây. Đập được 2 lần à? Rồi dứt. Này là nâng cấp độ khó nha bạn. Chứ không phải là dễ đập được đập hoài nha bạn. Ok. Bây giờ sẽ bỏ tiền vô đất các bạn. Quay lại cái được không? Quay thèm. Nè, bỏ vô các bạn. Tiền bỏ đàng hoàng nha. Đó, mình đâu có chơi vậy các bạn. Nè, tiền bỏ cho đàng hoàng các bạn. Thông minh lắm. Rồi, một con nè. Lắc lắc ơi. Rồi tới con hai ơi. Con hai con chịu bỏ vô con hai con. Gì? Ông chia ra 2 con mà. Ờ vậy nó sẽ hợp đồng được 1 con. Ok vậy 1 con phải không? Vậy bỏ vô thêm con nữa. Ê, anh gắm nha. Rồi. Ok. Để chọn trầu lại mấy ông biết sao. Mày treo đi chứ ai mà treo đâu biết trời. Rồi xong rồi đó. Xong rồi. Rồi năm con heo không? Ừ. Rồi bây giờ mới tập treo đi. Đây không nhìn nha. Đây lắc trời treo dữ à. Cho cầm nhẹ nhàng nè, lắc trời. Không nhìn vô lỗ à. Ui cái đậu không có treo gì cao dữ mày. Trời ơi, tao có lắc gì đâu trời. Xích lên xíu ông nội, bữa bu lên hai. A
A few moments later. Thì anh em mình đã căng những con heo lên rồi nha bạn. Thì trong năm con heo này có một con heo sẽ có mệnh giá là 1 triệu đồng nha. Nhưng mà anh em mình không biết con heo này bạn hơn chưa bị ngủ nha. Tôi nghĩ là con heo Hello Kitty kìa. Hello Kitty đúng không? Bay lên cũng cũng quả không? Bể cái đầu á. Bể chỉ là bể cái đầu chứ bể heo không? Rồi chết từ đâu? Đi đâu vậy? Dầu quá chết đi. Cái mất đó, cái hòm đó. Ta đủ không? Ta đủ không? Ta đủ không? Đâu không phải chắc đi xuống mương luôn quá đi hết chứ à. Ờ quá đi chim bước chân. Dứt. Gà trước không? Gà trước đi trước. Oh way. Oh way. Oh way. Yeah boy. Có gì trời đẹp trai vậy phải quá gì mà chơi không chơi là quá mà đã chưa chạy thêm nha. Số phận ông lại vậy. Okay. Vậy anh em nè. Hô là giống giống mà đu đi chơi. Ừ, giống không? Ừ. Em si. Vậy tôi chỉ ông. Ừ vậy. Mày tự chỉ mày đi. Chữ gì vô? Chỉ không được. Tôi đi ông trước đi. Vậy là số ông đi trước không này? Không. Vậy tao đang tới lùng không? Ừ. Ok. Bữa nay chắc lùng thắng chắc luôn hiện quá. Ừ. Giờ kém. Thắng chắc rồi. Không, bữa nay tao thấy trong linh cảm tao thấy lùng thắng bảo đảm thắng chắc. Thắng 4 con mà có 5 con mà con có tiền mà thắng mới chịu à. Lùng thắng hả? Tại năm nay mày thái tế vậy mày thắng chắc. Thôi thiệt. Không nghi là ông thắng á. Ông đi. Đậu, ông lỡ lỡ đi rồi. Đi đây không? Ừ. Máu gì chạy? Chơi đi đã hả? Khá xa nha. Hơi xa à. Trời vậy đi. Thằng nào cũng như nào. Ai ông bịt mắt không dám té. Té tao chịu. Tao chấp nhận chơi té tao chịu. Đúng không? Là... Ừ. Cái vòng chơi của ông là ông lùn không chỉ ông không? Nãy ông nói. Ông tự đi. Ừ. Rồi hồi đó tới nói thì ba nói chuyện đó nha. Đâu chỉ. Ông chơi đẹp gái vậy? Rồi. 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 Vậy là mình chơi trước. Lùn sẽ chỉ mình. Còn hồi lùn chơi thì sẽ tè hay chỉ. Tè chơi. Mình sẽ chỉ tè. Ok. Ok. Trời đất đi. Tại giọng ông chỉ đó, mịt mắt sao coi được á nha. Tới giùm tôi hiểu rồi, số phận rồi. Ba thằng nào đập chia ba đi. Ông chơi mà nó đeo được nhiều. Đúng không? Có tiền nguyên phim mẹ rồi. Thôi tao không chơi với bụi người mẹ. Ok ok. Mày chứ nhỏ không chơi với mày rồi đấy. Rồi chơi tôi không? Không. Thế vậy muốn chơi dậu đi. Mẹ mày đậu, chứ đậu quá là nằm ép đi. Rồi chắc đó nha. Ok. Bữa nó đâu có xuống lỗ mũi luôn à đậu. Bộ tính chơi chưa cần thở chết luôn vậy. Còn thấy không nha, tôi thấy ông điếm nhiều lắm á. Tao chỉ điếm mới thèm vậy ha. Tao không bự rẻ mày. Tao chỉ điếm mà lụng chỉ điếm thôi chứ ai chỉ điếm. Điếm à, điếm chịu à. Tao nói thì phải ăn nữa. Được rồi. Trời đậu phong xiết cho nó ấp cho luôn cái gì vậy. Rồi. Cứng rồi hả. Chỉ điểm đi. Ai chỉ ai? Thấy thấy được. Lụng chỉ. Lụng chỉ hả. Mẹ sao mình bây giờ không thấy được không có thèm nha. Rồi đứng dậy đi. Đứng dậy. Đứng dậy đi, cầm tay tôi dẫn. Mày cái che đứng dậy chứ, tao thấy được nó đứng dậy. Giữ vậy sao. Vậy sao. Rồi. Đây, quay ba vòng nha ông nội. Rồi mày lấy tao kèo vậy. Quay ba vòng. Ông nội này quay ba vòng mới đi chứ. Thằng này sao tổ chức chơi với nhiều chỉ mày đậu. Quay đi. Quay ba vòng. Quay ba vòng chứ. Ừ. Quay đâu á? Quay phải trái cũng được, quay ba vòng. Quay sao đúng một vòng là ba vòng đó. Mà quay sau lưng hay quay bên trái phải là nó biết. Quay ba vòng thôi. Ba vòng không? Ừ. 1 2 3 rồi đó. Xem. Một nè. Một ra. Hai nè. Hai nè. Ba nè. Rồi. Gọi đi đi. Quay qua trái một chút. Phải là cái thằng kia đã đứng đây nói chuyện nó còn thú bên đây. Tao hơi quay xuống mấy sông rồi. Đủ ghê trời. Tao đau đây nè. Gì đâu đó. Nè. Đây nè ba. Đó giờ tiếng quay không? Đây nè. Hơi đứng xuống mới được. Đó mà thì tao quay này tao quay bằng tay à. Sao không được. Trời ơi ông nghe tôi. Đây nè. Rồi chút nữa đó. Rồi. Ok. Bước đều mất. Bước đều không? Bước đều mất. Một. Con. Rồi. Sao không bước sao tao bước trước gì tao phải bước đều. Ê coi chừng dốc không ít nha. Té sắp mặt coi gì sợ. Coi chừng dốc không ít nha. Hơi bị khéo luôn nữa. Từ từ nha. Rồi. Mấy thằng quần này đậu bỏng chơi vô chơi vô đi gần dưới. Hả chỉ gì chơi thằng bú. Mày không chỉ gì bút kìa. Hồi tao chơi vô. Yeah boy. Mày không chỉ gì mà hồi bắt tao chỉ mày đẹp gái vậy. Nghe lại. Nghe rồi. Nghe chưa. Đụng qua đi. Chưa thiệp. Qua. Qua đâu. Qua phải. Nghe lại. Nhức cái đầu dữ vậy. Thấy chưa. Qua bên phải. Mày thấy vậy. Phải chứ hả. Ngồi dậy lên. Có phải. Có chơi. Rồi nghe hồi chứ mày nha. Nghe lại. Chúng mày. Ừ đập. Chúng mày chứ. Hay không. Chúng mày phải bà đập. Thôi. Con coi mày. 1 2
Thôi đi. Cái gì? Cái đâu đi? Đây đâu đâu. Đâu đâu. Tôi không có nói ông là ông kêu chơi ông đâu. Ê, tội ác, tội ác không rồi chơi ông lắm luôn. Ê, này 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 là hai người hai mình nè, à. Ông đã đứng không? Tôi biết. Tới gì? Ừ. Tôi biết là ông chơi ông lùn nên là tôi xưa tôi thấy ông không dài mua mô quyển kế quá nên tôi chơi ông. Ê, tôi thấy hình như là hồi nãy ông hấp miếng phải không? Chạy đi em ơi. Ê, chơi lùn chứ chạy. Chơi ông vui hơn chơi ông lùn chứ chạy. Chị ai? Ba mày chơi. Nói chơi không chứ tiền. Nghĩ sao mà đổ dữ trời. Đổ mạnh hơn chút nữa. Ê. Ê, lấy mấy cái hòn đất xuống tôi không lấy tiền không sao. Lấy hòn đất xuống lấy tiền sao. Lấy đi. Ê, dạ heo đâu rồi. Lấy heo lại. Lấy tiền lên cho tôi đi. Lấy tiền lấy. Ê, ông làm gì ông sao? Ông làm gì vậy? Lấy được triệu hả? Đâu ra? Nani? Vỡ lùng. Nói chung là chơi ông vui thôi nè, cho ông chịu đâu nội ơi. Lắm dẫm mà bị chơi hoài. Đủ, có tiền đó vô đó. Chịu không ra, không nào, chịu không ra. Chịu không ra, không nào. Mới đầu tôi định chơi ông lùng mà thấy ông đi trước đó nên chơi ông luôn. Thì ra là anh ba dính bậy. Ê, nói chung là ông lùng, tôi cứu ông mạng rồi nha, ông phải cứu nữa rồi, không phải. Mẹ ăn tôi nha. Cảm ơn nha. Ông cảm ơn tôi đi. Ha. Tao có ngủ mày chơi chung lắm. Chơi em, tôi thấy bây giờ ông húp miếng mắm tôm là ngon rồi bây giờ đã chung rồi bạn. Mình húp cho cái đàng hoàng tới cũng hỏng luôn rồi. Nói chung là mình chơi ông xạo phát này mình giải cứu ông luôn các bạn. Bạn thấy chưa mình. Thằng lùng thứ ba phải gì mà giải cứu nó. Bỏ xe con ba bị lùng phải là ba tôi nhưng mà ông là tình địch tôi. Ủa, ông là đối thủ tôi gọi lộn lộn. Cái hù lộn. Nói chung là mình giải cứu là một vố này nha, hơi bị thơm mấy bạn. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip đây. Ông xào ông thắt nhậu hơi bị nhiều mấy bạn. Ông dượng mình, ông quýnh mình tới số mấy bạn ơi. Chạy bạn ơi. Nói chung là bạn em mình bắt lại. Bắt lại luôn các bạn chạy mấy bạn. Mình quay nó thèm hả?